trời làm phòng ba, nên đời hội ngộ chia ly. Chuyên âm thanh Bãi Nhật xin chào toàn thể các bác. Hôm nay em Thắng lại xin giới thiệu với các bác một bộ cấu hình để phục vụ các bác nghe nhạc trong gia đình. Và bộ cấu hình hôm nay xin giới thiệu với các bác, em đương ghép với một đôi loa đến từ Mỹ, đôi loa cổ, và một con âm ly cũng đến từ Mỹ, và một con đầu CD của hãng Lutman đến từ Nhật. Và sau đây thì em cũng đi vào chi tiết để xin giới thiệu các bác cái bộ cấu hình hôm nay, thì để phục vụ các bác nghe được những cái dòng nhạc dư nhạc trước năm 75, nhạc cổ thì chất âm ra nhất là hay, và để phục vụ các bác yêu âm thanh cổ mà với tầm tiền thì nhất là phải chăng. Và em cũng xin giới thiệu với các bác, hôm nay em ghép một đôi loa đến từ Mỹ, một đôi AL2A bát bánh bò la căng kim tuyến, thì vẫn còn đôi này thì em về với tình trạng vẫn còn nguyên bản, còn đẹp xuất sắc. Và đôi AL2A này thì có cấu hình nhà sở hữu mỗi một thân thùng là một con bát 25 bát bánh bò màng giấy gân vàng, và một con tép phím và hai con chung giấy 12 cm, và bát bánh bò sở hữu bát 25 và có kích thước nhà mỗi một thân thùng, nhà chiều cao nhà 61 phân, và chiều ngang nhà 34,5 phân, và chiều sâu nhà 29 phân. Và đôi này thì xin giới thiệu với các bác, em về với cái tình trạng còn tuyến thùng vẫn còn đẹp xuất sắc, không tì vết. Đây là càng kim tuyến đây các bác nhé, là càng vẫn còn xịn nguyên bản. Đây các bác nhìn qua camera của điện thoại thì nó không được nổi kim tuyến đâu các bác. Nhìn gần đấy, em đưa máy sát vào đấy, là càng kim tuyến đấy. Đôi này thì phục vụ các bác nghe những cái dòng nhạc bolero, nhạc trữ tình, nhạc vàng, nhạc acoustic và nhạc trước năm 75. Dù những ca sĩ thể hiện như Thanh Tuyền, Duy Khánh, Chí Linh, Hương Lan thì chất âm ra nhất là hay và chi tiết. Và em về thì cả hai tấm la căng vẫn còn xịn nguyên bản, la căng kim tuyến. La căng kim tuyến. Và tiếp theo em cũng đồng phối ghép với một con âm ly đến từ Mỹ, con Fisher 500TX. Con âm ly receiver của hãng Fisher này thì cũng
cũng giới thiệu với các bác nhà đài AM FM lên đến 108 KHZ. Và con này thì em về với cái tình trạng mặt mũi không lông mèo lông chuột, đẹp xuất sắc, nút vẫn còn vàng óng. Em giới thiệu luôn với các bác, tem cờ vẫn còn nguyên. Con này thì đài AM FM bắt nhất là tốt các bác nhá. Và sau nữa xin giới thiệu với các bác đến con đầu CD. Con đầu CD của hãng Lutman này thì con này là DL100. Con này thì em về thì vẫn còn nguyên cả thùng xốp khiển zin, dây nguồn zin còn nguyên cả thùng xốp. Đây thùng xốp của đây, thùng xốp vẫn còn nguyên cả quyển tát ta lô hướng dẫn. Hàng này là hàng demo em đấu từ Nhật về. Bắt đầu đây nhà hậu sau của con Omni Vixer 500 tỷ. Con này thì anten vẫn còn xịn nguyên bản, tất cả từ cầu loa, cọc loa. Và con này thì chạy điện là 120V. Và có công suất nhà từ 240 đến mắc nhà 320W và trở kháng là 8 ohm. Và con này thì xin giới thiệu với các bác đời 2 lỗ. Chạy 4 sò sắt Motorola trừ 5. Đấy, xin giới thiệu rõ ràng với các bác như vậy. Và tiếp theo đến con đầu CD. Con này thì cực kỳ là nhỏ gọn. Con này thì chạy điện 100V, hàng lai lưu của thị trường Nhật. Và có đường xuất ra nhà đường côn xoan và một đường optical để giải mã sang một con đầu CD khác. Xin giới thiệu các bác vào một đường CD. Đấy, xin giới thiệu qua qua để các bác nắm bắt được. Con này thì sản xuất tại Nhật luôn đấy các bác này, Lutman. Sản xuất tại Marine Japan. Và đôi loa này thì AL2A này thì mặt cây đít cây. Đôi này thì em về với tình trạng còn nguyên bản. Giấy khai sinh vẫn còn đẹp xuất sắc. Và sau đây thì em cũng báo giá luôn để cho các bác nắm bắt được. Như nói chung và nói riêng, tiền nào thì của đấy. Như đôi loa của em về với cái tình trạng đẹp xuất sắc, đôi AL2A này bát bánh bò, chung giấy, tép phíp, hai chung giấy các bác nhé, chung 12 và tép phíp thì cửa hàng em Thắng đương bán với cái giá nhà 27.200.000. Nhà em bao ship cho các bác, bao ship toàn quốc. Và sau nữa đến con Omni Vixer 500T. Con này thì em về với tình trạng cam cờ vẫn còn nguyên, mặt mũi không lông mèo lông chuột. Và nút búng nút đây em đưa máy sát lại giới thiệu các bác này vẫn còn vàng óng. AM FM bắt nhất là tốt, cửa hàng em Thắng đường bán với giá nhà 33 triệu. Và sau nữa đến con đầu Lutman DL100. Con này là con đầu CD. Này thì hàng lai lưu của Nhật và em về thì thùng xốp cũng còn nguyên, khiển zin, dây nguồn zin, bao zin bao xịn tuyệt đối cho các bác, mắt mũi đọc nhất tốt. Thì cửa hàng em Thắng đương bán với giá nhà 14.500.000. Và em có địa chỉ tại phố Nhật Tảo 1, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Các bác nào ở gần địa chỉ nhà em thì cứ đến trực tiếp với cửa hàng nhà em Thắng. Và các bác nào ở xa thì cũng như thường lệ cứ kết bạn Zalo với em Thắng, em sẽ quay cận cảnh chi tiết từng món đồ em gửi cho các bác. Và em gửi cho các bác
Và sau đây thì em Thắng cũng tạm dừng cái clip ở đây. Các bác nào mà xem được những clip của em Thắng thì nhớ nhấn ủng hộ cho em Thắng vào nút đăng ký, nhấn vào hình quả chuông để hàng ngày em có những món đồ âm thanh nghe nhạc về thì em lại quay lên và các bác cũng cập nhật được và để phục vụ các bác có nhu cầu. Và sau đây thì em cũng xin cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác những cái video tiếp theo.